Ok, chào mừng anh em đã trở lại với channel của anh Kiều nha. Thì tin chấn động của ngày hôm nay, hôm nay là lý do vì sao tôi ra video trễ hơn thường ngày, vì anh em biết rồi đấy, hôm nay là ra Nami Swan anh em nhá, để chúng ta cùng đi xem Nami Swan ngày hôm nay nó có cái vẹo gì không. Và băng hải tặc ngũ rơm đã chính thức là gần như là đầy đủ tướng UR rồi, thiếu mỗi Frankie để Usopp thôi. Frankie, Usopp với cả con Brock là chúng ta đã có một băng mũ rơm UR rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta cùng đi theo dấu chân của Kiều để hóng luôn ở kèo nị đại tỷ Nami Swan ngày hôm nay xem có to trắng tròn không nhá. Let's get it. Ok anh em, thì hôm nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này, đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nhá, uy tín luôn. Tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nhá, có quả kèo đĩa này hôm qua là tôi cũng đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nhá, bắn cá, các kiểu game hot, mini game rất nhiều này, xổ số 3D, poker. Và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 này, đây. Ui dồi, hôm nay điểm danh nhận được 150k luôn anh em ơi. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đồ thật nhá, đồ thật anh em này. Đổi ra được đồ thật này. Đây, và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú với con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhé. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp của con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR, Banking, Internet Banking, các kiểu con đà điểu anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức cái con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Được rồi, đổi thưởng là có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã làm một củ vào rồi, có thể rút được. Đây, anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em có thể liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây, quả này nó xem nào, cầu nào, đây đang theo cầu tài à. Làm 50k vào xỉu nào, 50k vào xỉu để xem con kèo nhân phẩm của mình nào. Kết thúc cái gì, ui giời, ăn quá dễ chơi anh em ơi, quá dễ chơi. Thế là đã có một quả kèo cáp nạp rồi. Thôi, nhân phẩm test đến đây nhá. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này. Anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nhá. Nếu mà anh em muốn chơi, tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok, không để làm mất thời gian của anh em nữa. Đây, hệ hải tặc anh em ơi, Oni Island Nami. Bây giờ tôi sẽ đi xét từng yếu tố một. Thứ nhất là ngoại hình này. Ôi, sao bé thế này, chết tôi rồi anh em ơi. Để xem nào, độ to nhá. Ôi, tôi hỏng rồi, hỏng hẳn rồi anh em ạ. Ui, Nami thường qua đô nó như thế này, chết thế, xong bé tí rồi, ôi thỏng rồi. Tạo hình thì cũng giống chuyện đấy nhưng mà nó hơi bé anh em ạ. Trắng thì có trắng đấy, tròn thì có tròn đấy, nhưng mà hơi bé. Chết, tôi không đi quốc hồng ạ. Hơi lùn nhá, tạo hình của, ôi hơi lùn này, hơi lùn anh em ạ. Ôi ôi, nhìn đẫy này mà. Thôi, không làm mất thời gian nữa. Attack của anh em là 222294, tốc độ 1687. Tốc độ này khả năng là, để xem nào, 1685. So với con Kozuki Oden là tốc độ nhanh nhất game 1689, không mà Kozuki Oden vẫn nhanh hơn. So với A là 22789. So với Zoro là con có tấn công cao nhất ở trong game này. 23 rồi thì không bằng rồi. 22294 thì thay con này là mang thiên hướng tấn công hỗ trợ rồi. Đến bây giờ chúng ta đi xem chiêu 1 nha. Ui giời, không thể di chuyển. Ui, đúng như tôi dự đoán luôn anh em ạ, với thằng em thôi nhá. Tôi chỉ dự đoán với thằng em thôi chứ không dự đoán với anh em. Không thể di chuyển trong chiêu 1 nó. À, từ từ. Tôi nhận góp ý của anh em một nọ là trước khi chúng ta đi đọc các chiêu thức, chúng ta đi đọc nội tại trước anh em ạ. Đọc nội tại trước thì nó mới là chuẩn, hợp lý. Đọc nội tại trước thì nó mới là chuẩn nhá. Review tướng bây giờ chúng ta phải đọc nội tại trước thì nó mới chuẩn. Attack 45, HP 45,
crit 25%, crit damage là miễn sát thương đi, dịch tạm là miễn sát thương đi, 30%. Nếu bạn bị tê liệt, nếu khi bạn bị ăn debuff là tê liệt đấy, hãy xóa tất cả các debuff trên người bạn ngay lập tức và nhận cấp độ Storm Cloud miễn dịch với sạc điện. Ôi, có nghĩa là con này không cần tịnh hóa rồi. Nếu mà bạn bị tê liệt nhá, thế thì khả năng cái chiêu cuối của nó cũng là bị tê liệt đấy. Tê liệt này khác với không bị khống chế nhá, để chúng ta xem test xem con Nami này nó sẽ hoạt động như thế nào. Chứ này cũng chưa dám khẳng định là nó có phải chơi tịnh hóa hay là không. Cái khả năng là chiêu cuối nó là có tác dụng đến toàn đội rồi. Bây chúng ta đi xem nội tại 2, nội tại thứ 2 của nó luôn nhá. Ôi chiêu hơi ngắn anh em ạ. Chiêu của đại tỷ Nami Swan này. Đã, chúng ta đã có đủ cặp đôi Nami Swan và Robin Swan anh em ạ. Nhận claim tech khi bắt đầu trận chiến. Nếu đoàn tấn công thân thiện có bất kỳ mục tiêu nào bị tê liệt nào, bạn sẽ nhận cấp độ Storm Cloud. Ồ thế này khả năng ulti nó sẽ tê liệt toàn đội anh em ạ. Điều này có thể xảy ra hai lần mỗi lượt à. Nếu bất kỳ mục tiêu nào bị tê liệt, bạn sẽ nhận được cấp độ Storm Cloud level 2. Tí xem Storm Cloud là gì anh em nhá. Điều này có thể xảy ra tối đa 2 lần mỗi lượt. Ok, nhận 9 cấp độ Storm Cloud khi bắt đầu trận chiến. Ủa, hồi 20% HP dựa vào hồi điện toán đám mây anh em ạ. Để tôi xem theo Storm Cloud là cái gì đây. Credit cộng 6% mỗi level. Ui thổ ơi, mình dự đoán nó không có sai con anh em ạ. Con này chắc chắn là siêu bạo kích rồi, không sai một tí nào. Vừa vào trận nhận 9 cấp độ này nhá, 96 9545 9654. Ui thử nó cộng luôn cho mình này, có thể cộng rồi đến 54%, nó còn vừa vào nhận luôn 54% tỷ lệ bạo kích em nhá. Đây credit này sẽ là dịch là tỷ lệ bạo kích này. Hiệu ứng không thể hóa giải là kéo dài cuối trận này, không thể hóa giải này. Ôi. Thế con này là khả năng là anh em sẽ không cần phải build bạo kích, anh em sẽ build nhiều vào sát thương bạo kích thôi. Để tôi xác nhận lại với bên máy chủ châu Âu xem là đây là sát thương bạo kích hay là tỷ lệ bạo kích anh em nhá. Giống như con Ace hôm nọ là tỷ lệ bạo kích chứ không phải là sát thương bạo kích. Nếu như này là sát thương bạo kích thì chúng ta sẽ tôi thích cái này là tỷ lệ bạo kích hơn anh em ạ. Nếu mà tỷ lệ bạo kích thì ngon hơn. Ngay con này là hệ siêu bạo kích mà đam này chắc chắn là đầu lắm đấy anh em ạ. Tôi xem hồi sinh không. Ok. Xem hồi sinh nội tại hơi ngắn anh em ạ. Nội tại của đại tỷ Nami Swan này có vẻ hơi ngắn này. Khi nhận sát thương chí mạng. Ok, sẽ không chết này và nhận hiệu ứng nguyên tử này, tẩy sạch tất cả hiệu ứng xấu và hồi tất cả HP. Hồi tất cả các HP chứ không phải thay đổi nhưng mà hồi. Này ăn chặt hồi máu vẫn chết anh em ạ. Miễn nhiễm với tất cả những hiệu ứng xấu trong một lượt. Đêm red miễn sát thương cộng 20% có thể cộng dồn tồn tại đến hết trận và không thể thanh tẩy này. Ok. Nhận 2 cấp độ Storm rồi, điều này có thể ra luôn. Sau khi chịu sát thương chí mạng lần đầu, né tránh tăng 40% luôn. Tăng 40% thì cho anh 2042219 này. Ôi giời ơi, ông nào ông đẹp ông lười dịch này cùng. Nhà tránh tăng 40%, ok. Không thể xoáy hiệu ứng. Có thể hồi sinh một lần trong trận chiến với đầy đủ HP. Ui. Có thể hồi sinh một lần trong mỗi trận chiến anh em nhá. Thế này nó có thể, ôi ôi, này xa, này chúng ta cần phải kiểm chứng này. Mỗi trận chiến có nghĩa là mỗi hiệp đấu đấy anh em ạ. Ví dụ là trận chiến anh em đánh 3 team ở PvP đấu trường thế giới có 3 team. Thì có thể trận đầu nó sẽ tính là một trận chiến. Trận sau nó có thể là hồi sinh, hồi lại được cái nội tại đấy. Chúng ta cần phải đi test cái quả kèo này nhá. Nếu mà cái quả kèo này là thật thì đây chắc chắn là tướng meta anh em ạ, hồi sinh đây rồi. Nội tại của đại tỷ, nhị tỷ Nami Swan tuy có vẻ ngắn nhưng mà nó vẫn chất lượng anh em ạ. Có thể hồi sinh mỗi trận chiến anh em ạ. Mỗi lần một trong một trận chiến này, hồi sinh một lần trong mỗi trận chiến. Cái này chúng ta phải đi kiểm chứng xem có phải là mỗi hiệp đấu không nhá. Mỗi giả dụ team 1, team 2, team 3 đấy. Khẹt nội tại ngắn nhưng chất. Miễn sát thương tăng 50% này. Tăng đam 35%, hiệu ứng giao tàn cuối trận mà không thể thanh tẩy. Ui dồi ôi, quá miễn tử anh em ơi. Càng nhờ có miễn tử này có hồi sinh ạ. Bây giờ chúng ta đi xem vào chiêu 1 trước nha. Để xem nào, con này đam ao e lên front tay. Ôi tấn công mục tiêu phía trước à, tưởng đam ao e thì nét. Con này bằng mũ rơm mà hầu như được ông nào cũng hồi sinh anh em ạ. Zoro có hồi sinh, Robin có hồi sinh,
Nami là có hồi sinh, thế mà thuyền trưởng của chúng nó lại không có hồi sinh nhỉ, cay thật sự đấy. Tấn công mục tiêu phía trước gây 289% sát thương này, cướp 15% HP, đúng là miêu tặc Nami anh em ạ, có cướp HP luôn này. Giới hạn là 4 attack của bạn nhé, ok. Bắn thêm 2 mục tiêu ngẫu nhiên, ui lan nhá. Lan, thế này là tối đa là 4 mục tiêu đấy. Bắn thêm 2 mục tiêu ngẫu nhiên với 30% sát thương lan. Mỗi cấp độ của Storm Cloud mà bạn nhận được sẽ giảm 9% khả năng gỡ. Giảm 9% khả năng miễn hiệu ứng khống chế của đối phương anh em nhá. Đây là debuff red này là khả năng tăng cường khả năng khống chế đấy, có nghĩa là các bạn sẽ giảm 9% khả năng giảm tăng khống chế của đối phương, tối đa đến 81% mạ này CDU chết với nó luôn, bullet các kiểu là ăn shit luôn anh em ạ. Như này là bổ trợ này, nếu mà anh em kết hợp con Nami này với con Uta thì nó sẽ giảm tối đa cái khả năng miễn nhiễm hiệu khống chế của đối phương, lúc đó thì Uta và Ryukyu sẽ ulti vào và sẽ tăng cái khả năng trói buộc của hai con tướng đó lên anh em nhá, quá ngon đấy, không phải là hạng xoàng đâu. Bắt đầu trực tiếp, nếu bạn đang ở trạng thái Helvin Cloud bắt đầu với 81% nhận mức độ bão cloud ạ. Bão cloud, storm cloud đấy, hiệu ứng chính xác sẽ được xác định bởi cấp độ kỹ năng của Klim Tech thêm sạc điện cấp độ 2 này. Khét nhá. Nếu mục tiêu dính cái con khỉ gì đây khác, 50% cơ hội làm tê liệt, sợ tê liệt anh em nhá. Mục tiêu kỹ năng 20% cơ hội làm tê liệt mục tiêu ngẫu nhiên khác. Ok, 50% cơ hội là đánh vào mục tiêu theo hàng đấy, còn 20% cơ hội chắc là lan ra đây. Khẹt thế nhờ. Electrolytic Charge. Đây là sạc điện anh em ạ. Cái này gì là sạc điện nhá. Đây là giảm 99% attack của đòn tấn công tiếp theo, kéo dài đến khi đòn tấn công kết thúc. Úi giời ơi, thế này đánh với Lamy một máu à. Thế ông nào ăn quả sạc điện này thì đúng là tắt điện anh em ạ. Át sạc điện vào cho mục tiêu này. Thế bây giờ giả dụ ông nào bên đối phương, đây là bỏ qua tất cả các miệng xuyên debuff nhá. Cái này là xuyên debuff đây này. Úi giời ơi, con này khủng quá anh em ơi. Thế này nó đánh vào team đối phương thì mà team đối phương đánh lại ngược, con này chắc chắn là phải đi trước nhá. Tốc độ con này phải cao nhất team này. Để đánh đồng đội, để đánh cho tướng sát thương bên đội bạn này. Cái này Lamy đi trước nhá, dí cái quả kèo này vào đầu của Zoro này, vào A sàng này thì gần như là ulti không mất máu luôn. Úi giời ơi, quả kèo khét nét luôn anh em ạ. Được nhá, quả kèo này này có để tổng hợp lại này, có hồi sinh siêu cấp này, này xem test xem phải hồi sinh siêu cấp nhá, như tôi bảo đấy, có miễn tử này, có miễn nhiễm hiệu ứng khống chế này, để xem quả kèo test như nào này. Và tiếp theo chúng ta có cái quả kèo giảm 99% attack khét đẹp luôn anh em ạ. Ulti nhá, ulti lại rồi. Thế này là tấn công theo hàng anh em ạ, lại tấn công theo hàng rồi. Này là màu e đấy chứ không phải là đẹp không. Tôi đang hóng quả kèo ra màu e nhưng mà thôi không sao, có đam lan là được, nếu có đam lan là ok nhá. Nami lại tướng meta rồi, cái đứa của bằng mũ rơm không chạy đâu rồi anh em ạ, meta hết luôn. Tấn công theo hàng và hầu hết các mục tiêu gây 228% sát thương, 8% cơ hội để áp cái Prezai này. Prezai là cái không thể di chuyển anh em ạ, người ta gọi là bất động đấy, tê liệt gì cả, tê liệt. Một trong những mục tiêu nhận thêm Electrolytic Charge. Giời ơi, Electrolytic Charge rồi nhá. Ông đã ăn tê liệt rồi lại ăn thêm quả giảm 99% công này nữa vào nó. Nếu bạn có 9 cấp độ Storm Cloud trước cuộc tấn công, hãy sử dụng tất cả chúng và nhận lấy mây năng Helvin Cloud mây năng anh em ạ. Tí tôi sẽ dịch xem là gì nhá. Mây nặng này, sau đó cấp độ Storm Cloud dựa trên các cấp độ Klim Tech của bạn, Thunder này chắc chắn là giật sét, triệu hồi con Zeus này anh em ơi, Zeus ấy. Nếu bạn có clip cao hơn bất kỳ mục tiêu kỹ năng nào, sát thương kỹ năng và clip đêm cộng 40%. Ui giời, thế con này là build, đây là thế này, tôi chắc chắn đây là clip, này là tỷ lệ bạo kích anh em ạ. Thế chúng ta sẽ build con này bộ mặt trời rồi, chạy đâu được cái bộ mặt trời con này, chắc chắn luôn không chạy đâu được. Vì sao? Nếu mà anh em clip đêm tỷ lệ bạo kích của anh em cao hơn mục tiêu kỹ năng thì chúng ta sẽ được cộng thêm 40% credit đêm nữa, cái tạm thời ạ. Nghẹt quá là ngon luôn anh em ạ. Thế là đam không lan anh em ạ, đam theo mục tiêu rồi, với đam theo mục tiêu kỹ năng rồi. Đơn vị thân thiện ngẫu nhiên à, đơn vị đồng minh chúng ta là, nếu không hãy nhận cấp độ à.
thiếu. Tôi dịch thiếu anh em ạ. Đây, kéo đây. Tôi dịch thiếu. Đây. Giải phóng Electronic Tra trên một đơn vị đồng minh ngẫu nhiên. Ôi cái này. Cái Electronic Tra này còn tấn công vào đơn vị đồng minh của mình cơ. Nếu không hãy nhận một cấp độ khác của Storm Cloud dựa trên cấp độ Clean Pack của bạn. Nếu bạn đang bị tấn công ở trong trạng thái Heavy chế độ đám mây này thì phản công kẻ tấn công với 300% sát thương cố định này. Ấy chà, phản công bằng cái gì đây? Thế là phản công bằng đánh thường rồi. 30% cơ hội nhận thêm điện ta sạc điện này cho kẻ tấn công này. Kích hoạt một lần sau khi giải phóng kỹ năng. Nhận Weather Master, bạn sẽ bị tê liệt ở đầu lượt tiếp theo. Ừ đấy chứ làm sao có chuyện là nó không khủng bố đến mức này được anh em nhỉ. Đâu nó sẽ phản công bằng Counter the Attack với 3%. Ồ thế này à. Thế nào nó sẽ counter bằng một đòn đánh thường anh em ạ. Nó sẽ counter lại bằng một đòn đánh thường có phản kích này. Ủa anh em đã không còn quên quả phản kích bằng ngọn lửa không tên của A còn gì chứ. Thế này con này kết hợp với A thì thành team phản kích đấy. Đừng đùa nhá. Ủa đầu đấy lại thì nhị tỷ Namisoan ạ. Khét, nhìn chung là khét. Tôi kết cái quả sạc điện này anh em ạ. Sạc điện giảm 99% công này. Có hồi sinh cấp độ cao này. Người ta gọi là Haki cấp độ cao ấy. Để xem Heavy Cloud có gì nào. Tăng tỷ lệ báo kích bằng số khi xếp đầy đủ. À tăng tỷ lệ báo kích theo cái Storm Cloud này anh em ạ. Hai lượt cuối cùng thành trường này. Kéo ra hai lượt nhá. Attack tấn công và phòng thủ và kháng debuff cộng 35%. Ôi ngon đấy. Nét anh em ạ, nhìn chung là con này là ít, con này là siêu công, siêu đam mà gây hiệu ứng khó chịu này. Con này là dạng đam gây hiệu ứng khó chịu này anh em này. Đam nhưng hỗ trợ team theo kiểu là hỗ trợ là gây hiệu ứng xấu ở đối phương chứ không theo không kiểu là hỗ trợ trực diện cho team giống kiểu xanh là giải búp hay là tăng phòng thủ của team các kiểu anh em ạ, không phải. Khẹt. Siêu bạo kích anh em ạ. Siêu bạo kích mà lại còn có hồi sinh nữa thì này thì hồi sinh mà hồi sinh này khả năng là hồi sinh cấp độ cao cơ chứ không phải là hồi sinh cấp độ rách. Giảm 99%. Nhưng mà mỗi tội là cái quả đạo hình này không thể ngửi được anh em ạ. Quá bé. Tôi cần là to trắng tròn. Đây là trắng tròn rồi nhưng mà bé. Chán thế nhỉ. Đại tỷ Robin, đại nhị tỷ Namisoan của tôi ơi. Nét luôn anh em ạ. Quá nét căng đến từ đại tỷ nhị tỷ Robin Swan à, Namisoan à. Thunder này. Thunderbolt này, chắc chắn là đánh T-set anh em mình đâu. Có con Zeus từ này. Con Zeus này chắc chắn là đánh con Zeus này ra này. Còn chiều 1 là nó sẽ tạo thành những hình đám mây và điện rơi xuống, chắc chắn là có kèo nó sẽ như thế. Ok, như vậy là tớ đã review xong cho anh em về Noamin Namisoan nhá. Namisoan anh em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi quả kèo Namisoan, bộ kỹ năng của Namisoan cũng như Namisoan mắc kỹ năng SP đầu tiên ở trên kênh của anh Kiều nhá. Tôi chắc chắn anh em là ở bên server Hàn Xẻng cũng như server EU sẽ lấy con này vì con này là một con tướng quá mạnh. Bye bye, chào tạm biệt anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Goodbye.